Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay quay lại với một cái content squad builder tiếp theo. Và lần này là một cái đội hình khá là đặc biệt nha. Và cũng là lần đầu tiên trên kênh của mình có kiểu xây đội hình như thế này luôn. Mình sẽ xây dựng một cái đội hình full một cái sự kiện nha. Và lần này mình chọn cái sự kiện của cái cuối mùa lần này là Position Freezen nè. Mình với cái nội dung là mình sẽ xây toàn bộ những cầu thủ có cái vị trí đúng nhất của con hàng đó và yêu cầu tất cả những con hàng này thì có cái mốc over trên 110 nha. Đây cũng là một cái gợi ý rất là hay cho những anh em kiểu như mới chơi cái game này nè, hoặc là anh em cày chay thì có thể xem cái video, có thể tham khảo được những cái con hàng này nha. Những con hàng này với cá nhân mình thì nó thật sự rất là tuyệt vời mà chơi rất là ấn tượng luôn. Và cái sơ đồ này mình chọn thì cũng là cái sơ đồ rất là phù hợp để có thể chơi được cả chế độ VS tắc nè và cả cái chế độ head to head. Anh em kiểu như chỉ cần chỉnh lại một chút thôi, 3-4-1-2 này thì anh em kéo về 5-2-2-1 cũng được nè, hoặc là để sơ đồ 3-4-1-2 đá cũng rất là tuyệt vời. Ok, trước tiên thì mình sẽ vào cái sự kiện Freezen và mình sẽ chọn cái mốc over 110 nè để cho anh em xem tất cả những con hàng mình đang có trong kho nha. Hầu như những con hàng này thì đều là nhận free hết, rất là dễ để có thể có những con hàng này luôn. Cái mốc over thì khá là cao nhưng mà tất cả mọi con hàng này anh em có thể nhận được free rất là dễ dàng. Ok, có tất rất là nhiều con hàng này, trừ ra hai con hàng nào later ra thì mình còn đâu đó khoảng 25 con và có cả hai con hàng Saka. Bây giờ mình sẽ quay lại cái sơ đồ chính của mình nè, rồi mình sẽ xây dựng cái team này, tất cả con hàng này vào một cái team là 3-4-1-2 này nhá. Anh em cùng mình xem thử là cái đội hình này sau khi hoàn chỉnh nó sẽ như thế nào. Và trước khi vào hai cái trận đá của mình á, thì anh em nhớ xem lại là đã đăng ký kênh ủng hộ giúp mình chưa nha. Nhớ đăng ký kênh, ấn luôn cái chuông thông báo bên cạnh nè. Và nhớ like và bình luận giúp cái video mình để nhận được đề xuất tốt hơn từ YouTube nha. Ok, bây giờ mình sẽ chọn những vị trí con hàng đây. Kiểu như mình chọn cái mốc over 110 thì nếu mà cộng skill boost thì có sẽ rất là nhiều con hàng khác nó sẽ hiện lên như thế này. Nhưng mà mình chỉ chọn những con hàng có over gốc của nó nha. Mình nhắc lại là over gốc trên 110 nha. Đó, đây là tất cả những con hàng mình chọn này. LM sẽ là Marcus Rashford này. Con hàng này thì cũng khá là rẻ ngoài chợ rồi, đâu đó khoảng 6 triệu coin. Còn nếu anh em đi cái nhánh của Rashford thì có thể nhận free luôn. Rất là dễ dàng để nhận con hàng Andre Herrera này thì cũng trong cái gói nhận free luôn. Anh em đi cái mục Villa Knight thì có thể nhận được con hàng Andre Herrera này. Và con hàng Goretzka này thì trong cái vòng quay mà Snowball rất là dễ nhận được và giá cũng khá là rẻ. Hình như đâu đó nếu mà anh em có thể refresh và mua được thì khoảng chừng 3-4 triệu coin thôi. Và tiếp đó là vị trí RM là con hàng Bukayo Saka này. Con hàng này với cá nhân mình thì thật sự rất là mạnh luôn nè, rất là mạnh và chơi thật sự rất là tuyệt vời luôn mà giá cực kỳ rẻ luôn. Over 112 nhưng mà mình thấy cái giá đâu đó ngoài chợ hình như còn dưới cả mốc 1 triệu coin nữa. Rất là rẻ để anh em có thể trải nghiệm con hàng đó. Ok, và bộ 3CB mình sẽ dùng con hàng Duffy này. Con hàng Duffy sẽ đá ở vị trí trung tâm. Và kế đó sẽ là con hàng Gabriel, một con hàng cũng là một con hàng của Arsenal, có mốc over 110, cái skill boost cộng 28 luôn, rất là cao trong cái app của mình. Và con hàng cuối cùng sẽ là con Savic nè. Mình có cả con Sonjuku nữa. Con Sonjuku đó thì trong cái mục câu cá free anh em ạ, cũng có over 111 luôn. Over gốc đã là rất là cao rồi. Ok, GK thì mình chỉ có một con duy nhất là con hàng Fabianski này. Ok, đó là cái đội hình hoàn chỉnh của mình. Ui, nhìn lại cái gem thì mới có 482 gem thì kiểu như đá vé tắc thì cũng hơi bị thua thiệt một chút. Ok, và bây giờ mình sẽ kéo nó vào vị trí trung tâm để xem cái gem có được tăng lên hay không nha. Ok, lên được 503 nhưng vẫn kiểu không mát cho lắm. Bây giờ mình sẽ chọn cái con hàng khác, con Philippi thì 109, mình sẽ bỏ con Sonjuku vào vị trí này nha. Để xem thử là được 540 chưa. Ok, và đây là cái gem 540 này. Khá là hoàn thiện rồi. Đây là cái đội hình phải gọi là hoàn thiện mà rẻ nhất. Cái giá mình nếu mình tính toán thì cái đội hình này phải là đâu đó chưa được 15 triệu coin nữa. Còn nếu như anh em nhận free tất cả thì hình như là toàn bộ là free hết. Toàn bộ những con hàng này là free hết anh em ạ. Rất là tuyệt vời cho cái kiểu như những người chơi mới này. Những anh em kiểu vừa mới chơi mà cái đội hình chưa được mạnh và không biết chọn cái đội hình nào cho phù hợp á, thì đây là một cái gợi ý thật sự rất là tuyệt vời nha.
Ok, bây giờ xem nhanh qua chỉ số của những con hàng này. Con hàng Fabianski thì skill boost là number one và có thể hình 1m9. Con hàng này có một skill ẩn là ném bóng xa này. Con hàng khá ấn tượng, kiểu như phản xạ rất là tốt luôn. Con hàng CB đầu tiên là con hàng Gabriel này, skill boost là Captain, có cái bộ chỉ số bứt tốc rất là tuyệt vời, sức mạnh 140 luôn. Con hàng cao 1m9, có cả Hell to Hell và không có một skill ẩn nào. Con hàng có thể hình rất là tuyệt vời, con Gabriel đó. Và đây là con hàng Sonyuku của Leicester City nè, có skill boost là Destroyer. Và con hàng này có tốc độ cũng khá được, cao 1m85, thể hình, tất cả các thứ đều rất là tuyệt vời. Con hàng kế đó sẽ là con hàng Dumfri nè, San Dumfri. Con hàng kiểu rất là kiểu huyền thoại của những mùa FIFA rồi. Có skill boost là Takin nè, tốc độ thì khá chậm nhưng mà cái sức mạnh và kiểu như cái bộ chỉ số phòng ngự thì rất là ấn tượng. Cao 1m93, có Hell to Hell và có cả đánh đầu mạnh luôn. Cái quật rất là medium và high, cái khả năng thủ rất là ấn tượng cho con hàng Dumfri đó. Và vị trí LM sẽ là Marcus Rashford nè. Con hàng này thì mình đã từng review riêng rồi, anh em quan tâm thì có thể tìm xem lại cái video đó nha. Có 5 skill ẩn nè, thể hình 1m86 và skill boost là Skin Striker, rất là tuyệt vời cho con LM. Tiếp đó con hàng CM sẽ là Ander Herrera 110. Con hàng này của BSC này, có skill boost là Kripling. Bộ chỉ số thì rất là đồng đều luôn, đồng đều từ trên xuống dưới luôn anh em ạ. Con hàng có Hell to Hell và cao 1m82. Vị trí CM là con hàng Zielinski này của Napoli, có skill boost là long shot. Con hàng này thì mình cũng đã từng chơi trong cái squad builder Napoli rồi, có thể hình 1m8. Và con hàng có skill boost là thể hình này và cái skill move luôn, khá là giống Zidane luôn. Với cá nhân mình thì con hàng đó nếu mà anh em không có Brighton Zidane thì có thể dùng nha. Con hàng Leno Goretzka thì mình vừa làm review, cao 1m89 và có skill boost box to box nè, khá là ấn tượng trong quả thẻ của con hàng Goretzka. Đây là Bukayo Saka này, một phải nói là một mũi tên cánh phải cực mạnh luôn anh em ạ. Cao 1m78, skill boost là attacking và có cả Hell to Hell. Con hàng tạc rất là dẻo luôn. Và hai con hàng ST là con hàng Gmat nè, trong cái câu lạc bộ Lin nè, có cái skill boost là Finish nè, phục bộ chỉ số rất là tuyệt vời và thể hình là 1m88 nha. Quật rate là high và low nhưng mà con hàng không có skill boost Hell to Hell thôi. Và cuối cùng là con hàng Play của Mönchengladbach. Con hàng này đến từ Pháp, có skill boost là Finishing luôn. Uầy, con hàng này có tốc độ và sức tấn công khá tuyệt vời, cao 1m81 nè, có Hell to Hell và có 3 skill ẩn luôn. Con hàng Play này thì hình như là kiểu mạnh hơn con hàng Gmat một chút anh em. Theo mình thấy cái bộ chỉ số là như vậy và hai con hàng này mình cũng chưa từng chơi nữa. Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm luôn. Ok, đây là tất cả những con hàng free gen trong cái squad builder lần này của mình. Một cái kiểu như cũng là một cái thách thức là xây dựng toàn cái toàn cầu thủ của một cái event và có cái overall khá là cao á. Thì nhìn khá là lạ và khá là đẹp mắt luôn anh em. Ok, bây giờ mình sẽ vào và chọn cái bộ áo đấu nha và sẽ cùng anh em đá hai trận head to head này. Okay, mình sẽ chọn bộ áo đấu của Sheffield United nè. Vì cái câu lạc bộ này thì chắc chắn mình sẽ không squad builder rồi, cho nên mình sẽ dùng cái bộ áo đấu này luôn. Cũng khá là đẹp anh em, bộ áo đấu này đầu mùa thì mình dùng khá là nhiều á. Vào trận thì hai cái bộ áo đấu nhìn rất là ấn tượng. Ok, bây giờ sẽ vào cái trận đấu đầu tiên nha, để xem mình chơi với cái sơ đồ 3-4-1-2 này trong head to head thì sẽ như thế nào. Nhiều anh em nói là cái kiểu sơ đồ này thì rất là khó đá trong head to head vì rất là dễ bị khoét cánh, nhưng mà anh em cứ xem mình chơi như thế nào nha. Và đây là gặp đội đầu tiên là anh bạn cũng đến từ Việt Nam, Y75. Anh bạn với cái sơ đồ là 5221, kiểu khá là mạnh luôn. Ok, bây giờ sẽ vào trận đấu đầu tiên, anh em sẽ xem mình sẽ sử dụng cái tất cả những con hàng free gen này sẽ như thế nào nha. Và tất nhiên rồi, còn rất là nhiều con hàng free gen khác như là con hàng ST Vlahovic nè, là cũng là một con hàng được tính là free luôn mà có overall 116 rất là cao, mà mình cũng vừa làm bài review rồi đó, anh em có thể xem lại nha. Và còn rất là nhiều vị trí nữa như con hàng Zakaria CM nè thì cũng rất là tuyệt vời. Đó là rất nhiều con hàng để anh em có thể lựa chọn luôn. Và nói tóm tắt lại là cuối mùa này thì EA tung ra những con hàng toàn là siêu phẩm thôi anh em ạ. Rất là mạnh và kiểu rất là nhiều luôn. Ok, phút thứ 14 rồi, để xem anh bạn Locatelli. Uầy, của dứt điểm cực mạnh, không được rồi. Không chiến thắng được Fabianski. Uầy, những pha đánh đầu này của Vlahovic thì chịu thật sự rồi. Những pha phản xạ trước đó của Fabianski thì thật sự rất là ấn tượng, rất là tuyệt vời. Mà con hàng Vlahovic này thì chọn vị trí đánh đầu quá là hiểm hóc, không thể nào cản phá được trong tình huống bóng này.
Ngoài con hàng Sunyoku kiểu cũng hơi đơ người một chút anh em ạ. Đã bị nhận một bàn thua khá là sớm rồi, ngay từ phút 17 rồi. Xem nào mình sẽ trở lại được hay không nha. Đây rồi, con hàng play. Bên trong là con hàng G-Max. Đây rồi, G-Max. Ui, con hàng G-Max nó khỏe thật sự luôn. Nó hút văng cả con hàng Varane vào khung thành luôn anh em ạ. Rất là tuyệt vời. Con hàng G-Max này có thể hình 1m88 và đánh đầu. Ui, thật sự rất là chắc. Kiểu như cảm giác rất là chắc chắn luôn anh em. Cái cú đánh đầu của nó rất là mạnh và rất là thừa lực luôn. Andre Herrera, một pha mở bóng tiếp tục con hàng play xem nào. Đây rồi, liên tiếp là hai bàn thắng tới. Thật sự rất là nhanh luôn. Cái team đá thật sự rất là tuyệt vời, rất là toàn diện trong cái từng vị trí con hàng luôn anh em. Một pha mở bóng tuyệt vời của Andre Herrera. Uầy, một pha mở bằng cái má ngoài chân trái. Tuyệt vời thật sự, một pha mở phải nói là siêu phẩm kiến tạo luôn anh em ạ. Quá đẹp và quá ấn tượng. Và con hàng đánh đầu kết thúc cái đường tấn công cũng quá tuyệt đỉnh luôn. Con hàng play đã vừa có một pha kiến tạo cho G-Max trước đó, và sau đó anh liền lập một cái bàn thắng bằng đầu. Quay lội ngược dòng cực nhanh luôn. Mình bị nhận một bàn thua từ phút 17, nhưng mà tới phút 30 thì pha bóng này hình như con hàng GK hình như hơi bóp tim thì phải. May mắn là kiểu như bóng trôi từ từ ra ngoài, không đi vào lưới anh em ạ. Không biết anh bạn đang bị một cái vấn đề gì đây. Cái team anh bạn thì nếu mà so ra thì đá rất là mạnh, kiểu 5-2-2-1 và với những con hàng đó thì rất rất là mạnh luôn á. Nhưng mà không biết anh bạn đang bị rối một cái vấn đề gì mà đang hơi bị bế tắc rồi. Xem nào. Ui, chắc anh bạn kiểu hơi bị bất ngờ về cái team của mình nó có thể thi đấu được tốt như vậy anh em ạ. Zielinski, một pha mở bóng tiếp tục cho con hàng G-Max xem nào. Ui, lần này thì Upamecano đã pha bóng thành công rồi. Giao Casillo, anh bạn với Giao Casillo, Upamecano và con hàng Varane thì phải. Ok, hiệp đấu đầu tiên cũng đã kết thúc rồi. Với ui, pha lội ngược dòng khá là ấn tượng ngay hiệp đầu tiên luôn anh em ạ. Mình bị nhận bàn thua khá sớm từ con hàng Vlahovic. Anh bạn có cả Lewandowski nữa, Ronaldo nữa. Ui, toàn là siêu phẩm trong đội hình thôi nè. Cảnh này là Giao Casillo nè, một quả tạt chắc chắn rồi. Ui, căng ngang vào trong. Con hàng Vlahovic điểm cực mạnh nhưng mà không vượt qua được hậu vệ mình rồi. Cái đội hình này mình cảm giác đá thật sự rất là kiểu tự tin và rất là cuốn luôn anh em ạ. Những con hàng thì rất là khôn luôn, xử lý bóng rất là tuyệt vời nè. Đây con hàng G-Max anh em thấy. Ui, mé một tí nữa thì nó có thể vượt qua được con hậu vệ cuối cùng rồi. Một pha mở bóng của Saka. Ui, lần này thì cả Van Dijk đã có thể đón được tình huống bóng rồi. Andre Herrera. Thật sự cái team này của mình đá kiểu đập nhã liên tục và phối hợp rất rất là ấn tượng. Đây một pha mở bị Vlahovic. Uầy, những con hàng của mình thật sự nó đá rất là ấn tượng anh em ạ. Suzuki và Duffy và con hàng Gabriel đang làm rất là tốt nhiệm vụ của mình. Dù đá với 3 CB thôi nhưng mà có cảm giác rất là chắc chắn luôn. Uầy, pha này thì toang rồi. Pha này Vlahovic đã kiểu như chọn vị trí thoát đi rất là ấn tượng. Anh em có thể thay được con hàng Vlahovic này vào vị trí hai con hàng ST của mình nha. Nếu anh em có tham khảo cái sơ đồ này, con hàng Vlahovic thì chắc chắn sẽ mạnh hơn hai con hàng ST của mình đang có. Cái đó là một cái thừa nhận thật sự luôn anh em ạ. Vlahovic rất là toàn diện và rất là ấn tượng. Zielinski. Ui, không được rồi. Pha này double pass không thành công. Varane đã có thể chiến thắng được rồi. Play. Đây, một pha mở cánh cho Saka tạt vào trong xem nào. Đây rồi, con hàng Goretzka đã xuất hiện rồi. Một CM Goretzka đã lên tiếng rồi. Đã nâng tỷ số lên thành 3-2. Tiếp tục là cách biệt một bàn. Anh bạn liên tục ra những cái icon kiểu rất là buồn luôn. Kiểu không thể nào mà không biết cái đường nào để mà cản phá những cái con hàng của mình. Và không biết từ vị trí nào sẽ ghi bàn luôn anh em ạ. Vì những con hàng của mình cái team rất là đồng đều luôn. Ôi, một pha qua người tuyệt vời của Saka đối với Giao Casillo anh em ạ. Xem nào. Ui, pha xử lý rê dắt của Saka rất là ấn tượng. Dứt điểm cũng rất là tuyệt vời trong cái pha bóng này. Một pha độc diễn thật sự của con hàng Saka. Khỏe thật sự. Hai con hàng Marcos Llorente và con hàng Giao Casillo mà kiểu không thể nào khống chế được con Saka RM của mình. Có thể ghi một siêu phẩm. Ui, tỷ số là 4-2 rồi. Tưng bừng thật sự luôn, một trận đấu với là 6 bàn thắng. Đang là phút thứ 85 rồi, vẫn còn cơ hội để có thể ghi thêm bàn. Ui, không được rồi. Pha đó thì những con CB của đội bạn có thể hóa giải được rồi. Saka. Còn Saka với một bàn thắng thật sự đẳng cấp luôn. Rê dắt và cửa lòng rất là ngọt luôn anh em.
sức tấn công của con hàng khá là tuyệt vời. Dù theo kèm đó là cũng con hàng có over khá là cao, hình như Giao Casilo thì phải. Giao Casilo đó over 114 luôn. Và kèm theo đó là con hàng Marcos Llorente. Uầy, khá là đẹp, khá là kiểu, khá là phấn khích trong cái bàn thắng của Saka này mà. Một bàn thắng khá là ấn tượng. Mình bị thua với bàn Vlahovic trước nè, phút thứ 17, Yilmaz phút thứ 21 và 25 thì con hàng Ple đã nâng tỷ số lên 2-1. Và tiếp là Vlahovic với một bàn quân bình tỷ số 2 đều. Và sau đó là con hàng Goretzka và Saka đã nâng tỷ số lên 4-2. Một trận đấu thật sự rất là kiểu rất là tưng bừng luôn, rất là nhiều bàn thắng được ghi luôn. Và trong đó có một siêu phẩm của con hàng Saka nữa, thật sự rất là ấn tượng với cái team như thế này. Với cái sơ đồ này thì anh em có thể yên tâm đá được cả hai chế độ luôn, không phải lăng tăng gì cả, cả Vetac và cả Head to Head luôn. Ôi, trận đấu thứ hai gặp anh bạn Gà Đông, có tên là Gà Đông. Cái mức rank cũng cao hơn mình một chút. Ôi, anh bạn với sơ đồ 4-3-3 khá là mạnh, với những con hàng khá là khủng luôn. Không khác gì cái anh bạn cái trận đầu tiên nữa. Bây giờ mình phải tiếp tục cố gắng thể hiện cái team của mình thôi. Cái team full cầu thủ position Vincent, và với cái yêu cầu là phải móc over gốc trên 110. Ok. Cái sơ đồ này nếu mà tính đi kiểu như tính tất cả các thứ để mua thì mình nghĩ chưa đến 15 triệu coi đâu. Mà tầm cuối mùa này thì 15 triệu coi rất là dễ để kiếm luôn. Ui, con hàng Play đã có một pha kiểu độc diễn và heo to heo khá ấn tượng và ghi bàn với một điều ăn mừng robot khá tuyệt vời. Khá là con hàng ST này hơi bị dẻo anh em. Ui, pha này Beckham kiểu té rất là sắp mặt luôn. Ui, khủng khiếp thật con hàng. Và đây là Gareth Bale sử dụng skill Wan-Bissaka. Đây rồi, anh bạn cố chạy cánh và tạt vào trong thôi, chắc chắn rồi. Và chắc chắn, ui, Lukaku 120 luôn. Cái team anh bạn hình như đã được nâng cấp khá là nhiều. Và coi over 120 là đã max over rồi anh em ạ. Ok, một bàn quân bình tỷ số ngay sau đó với pha đánh đầu của Lukaku với quả tạt rất là chính xác của Wan-Bissaka. Một thánh soạt, một máy soạt hàng nặng luôn. Henderson, Lukaku, ui, đập nhả khá là tuyệt vời. Nhưng mà lần này thì con hàng Gabriel đã có thể đón được tình huống bóng rồi. Tiếp tục xem nào, Beckham lại đưa về cánh phải và chạy Gareth Bale. Đu Phi đã cắt bóng thành công, tuyệt vời. Marco Rashford đua tốc độ xem nào. Marco Rashford và Beckham, một huyền thoại và một cầu thủ trẻ của đội tuyển Anh, khá tuyệt vời, tạt vào bên trong. Con hàng Yilmaz này thì luôn luôn xuất hiện đúng lúc anh em. Kiểu chỉ cần tạt tốt một chút thôi thì con hàng Yilmaz này nó có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ của nó rất là đơn giản luôn. Con hàng có khả năng chơi không chiến quá ấn tượng anh em. Đây nè. Và cái kiểu như khi nó đánh đầu, mình cảm giác cái người nó bật lên rất là khỏe luôn. Cái sức bật của nó rất là tuyệt vời, con hàng Yilmaz đó. Lại là đua tốc độ. Chắc là những cái kiểu như tạt tới chết thôi anh em ạ. Cái trận đấu này kiểu mình và cả anh bạn luôn, hai người sẽ cùng nhau kiểu người nào thoát được cánh và tạt vào trong thì người đó sẽ giành chiến thắng thôi. trong 30 phút vừa qua là như vậy. Những quả tạt liên tục, chỉ có bàn thắng mở tỷ số đầu tiên của con hàng Lê thì kiểu như bằng một pha heo to heo thôi. Còn hai bàn thắng sau đó đều bằng những cái cách chạy cánh và tạt vào bên trong. Người ta chạy tạt như thế nào là việc của người ta, cái khả năng của mình là có thể chống đỡ được những quả tạt đó hay là không thôi. Cái đó mới gọi là cái trình độ để đá những trận head to head anh em ạ. Anh em cứ bình tĩnh và chơi thôi. Đừng có kiểu cay cú và out game hoặc là có một cái thái độ gì hết. Mình cứ chơi thật sự hết khả năng của mình, fair play hết mức có thể là được nha. Ui, không được rồi. Tấn công cũng rất là rực lửa của cái trận đấu này, rất là tuyệt vời. Ui, phạm lỗi rồi. Hai bên kiểu đang rất là đòi công, đang rất là tưng bừng rồi nè. Và cũng đã có 3 bàn thắng được ghi rồi. Với cái team lần này của mình cảm giác đá khá là tự tin và kiểu ui, có thể ghi bàn được từ cả tuyến tiền vệ, hậu vệ và cả tiền đạo luôn. Vị trí nào cũng có thể ghi bàn bất cứ lúc nào luôn anh em ạ. Ok, bây giờ trở lại cái trận đấu hiệp 2 nha. Hiệp 2 của trận đấu này sẽ như thế nào? Chiến thắng cuối cùng sẽ dành về đội nào đây? Con hàng Saka. Đây, rê dắt khá là mượt luôn. Con hàng Saka có khả năng dribbling rất là ấn tượng. Henderson đội bạn cũng quá tuyệt vời kìa. Lukaku tuyệt vời, đây là khoảng trống rồi. Nhưng mà không vượt qua được Saka. Con hàng Saka về hỗ trợ phòng ngự cũng khá ấn tượng trong tình huống bóng đó luôn. Đấy rồi, cơ hội lại đến cho con hàng Yilmaz rồi. Đây rồi, cửa lòng xem nào. Ui, và cuối cùng thì không vượt qua được Bonucci anh em ạ. Bonucci cũng là một con CB khá là tuyệt vời nha. Một pha bóp cực mạnh đến từ GK rồi. Chắc chắn là một bàn thắng cho con hàng Play rồi.
Anh bạn thả một nụ cười rồi. Ui, được mừng của con Ble kìa. Trận này thì là một trận tỏa sáng của con hàng Ble này, một tiền đạo của Pháp. Khá là nhanh. Anh bạn kiểu hơi bị sai lầm một chút, kiểu ném vào chân con hàng Modini anh em ạ. Nhưng mà hơi fail một chút, con hàng Ble quá nhanh, kiểu đoạt cơ hội ngay lập tức. Một món quà thật sự. Đây rồi, Marco Rashford. Ui, khá là ảo luôn. Rashford pha bóng đó là để bị Modini kiểu có thể cướp được cái bàn thắng, khá đáng tiếc anh em. Trước đó là con hàng Gimart với một pha bỏ lỡ cũng khá là đáng tiếc, sau đó lại là Rashford. Dù cái đường mở bóng trước đó rất là ấn tượng luôn, mở bóng mà kiểu thoát hết cả hàng hậu vệ đội bạn luôn. Cái team này chơi thật sự quá là tự tin, kiểu không sợ bất cứ một đối thủ nào luôn anh em ạ. Anh em cứ chơi như thế này thôi, với cái đội hình như thế này và những con cầu thủ đó và cái cách chơi như thế này thì anh em có thể làm được tất cả và có thể đem được niềm vui khi chơi cái game này luôn. Những con hàng khá là mạnh, khá là tuyệt vời và giá rất là rẻ. Ui, một pha xoay người dứt điểm tuyệt vời của David Beckham. Một pha lập công chuộc tội vì đầu trận anh kiểu như không kiểm soát được con hàng Rashford thành để nhận một bàn thua anh em ạ. Kiểu đúng một bàn lập công chuộc tội luôn, phút thứ 76 rồi. Và tỷ số đang là 3-2, kiểu rất là nghẹt thở luôn. Rất là căng thẳng vào những phút cuối này. Lại là con hàng GK bóp tim. Ui, con hàng với Sydney. Anh bạn với những pha kiểu hơi tấu hài một chút, anh bạn lại cười rồi, thả một cái kênh cười hai những pha tấu hài liên tục của GK. Ui, tỷ số đang là 3-2. Anh bạn kiểu ui, chơi cũng rất là vui và fun đi. Cái trận đấu rất là fun luôn. Mình cực kỳ thích gặp những đối thủ kiểu như thế này anh em ạ. Đã thật sự cống hiến và không kiểu không màng về chiến thắng, không có kiểu đặt nặng vấn đề thắng thua để làm một cái gì hay leo rank gì hết. Mình chỉ đá kiểu thua thì thua mà thắng thì thắng thôi. Đá hết mức có thể, đá vui nhất có thể. Đó là cái thành công trong cái những trận đấu như thế này. Phút thứ 90 rồi, tỷ số lại là 3-2. Kiểu mình thắng thì mình sẽ vui một chút, hoặc thua thì mình cũng cảm giác hoài đã cống hiến một trận đấu rất là tưng bừng mà kiểu rất là thoải mái. Và mình thì bản thân mình đã gặp nhiều trận kiểu rất là thua rất là nhiều luôn. Có nhiều trận thua rất là đậm luôn, 4-0, 5-0 cũng có, thua bét tè lè nhè luôn. Nhưng mà mình cảm thấy trận đấu đó mình đã vui nè, đã cảm giác fun nhất, vui nhất là được. Cái đó là cái thành công nhất chơi cái game này thôi. Ok, trận đấu đã kết thúc với tỷ số 3-2 nè, với 5 bàn thắng được ghi rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Gà Đông đã cống hiến một trận đấu thật sự mãn nhãn cho người xem luôn. Ấn tượng từ những phút đầu luôn anh em ạ, đá từ đầu tới cuối luôn, 90 phút rất là tưng bừng và kiểu đem về cái trạng thái rất là tốt cho người chơi. Ok, đó là tất cả những gì có trong cái video lần này nha. Mình xây dựng cái đội hình full Fizen nè, và móc over trên 100 over gốc nè, và đá hai trận đá head to head nè, thật sự rất là thành công với cái team này luôn. Và đây là một cái gợi ý của mình cho tất cả những người chơi mới nè, anh em có thể thử cái đội hình này nha. Cả hai chế độ luôn, vé tắc cũng được và cả head to head cũng được. Chơi rất thật sự rất là tuyệt vời trong cái sơ đồ lần này, mà đặc biệt over rất là cao luôn. Ok, một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái video tới đây nha. Anh em nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nè, like và share cái video nếu có thể nè. Bình luận vào cái video cái cảm nhận của anh em về cái team này nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một cái video tiếp theo trên kênh.